Kính thưa quý vị, liên quan đến những phản ánh về tình trạng bạo hành xảy ra tại một số điểm nuôi giữ trẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua, trong phiên trả lời chất vấn Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chiều 6 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong khẳng định sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu quận huyện nếu để xảy ra tình trạng bạo hành, ngược đãi trẻ em trên địa bàn quản lý. Ông Phong cho rằng một số địa phương trên địa bàn thành phố có công tác quản lý nhà nước chưa chặt chẽ, thiếu quan tâm dẫn đến xảy ra tình trạng ngược đãi trẻ em. Vì vậy, ông yêu cầu các địa phương phân công trách nhiệm cụ thể từng phòng, ban, đoàn thể để phát huy vai trò quản lý, giám sát ở địa phương. Trong thời gian tới thì thành phố ban hành kế hoạch tổng kiểm tra tất cả trường mầm non ngoài công lập của thành phố, yêu cầu các quận, huyện phải ra soát lại các cơ sở trên địa bàn. Hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 1.800 nhóm trẻ mầm non ngoài công lập để quản lý tốt thì tránh xảy ra tình trạng hành hạ, đánh đập trẻ em như những vụ việc vừa qua. Sở dụng dục và đào tạo thành phố đang làm thủ tục thuê camera của tập đoàn viễn thông Viettel để giám sát tại những cơ sở này trong thời gian tới thì những tiêu chí khi cấp phép hoạt động của các nhóm trẻ ngoài công lập sẽ được tính toán chặt chẽ